xin chào, tôi lại có một bộ bi cổ rất đẹp của Otto. Otto, không nhầm thì nó là của Sanyo. Vì Nhật Bản nó cứ có một tên gọi trong nội địa và một tên xuất khẩu. Tôi đang nghe radio, con này radio chỉ 90MHz thôi, mang tính chất sưu tầm thôi. Nếu bác nào có loa toàn giải không chơi những con này thì chơi con nào nữa. Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì nó là một âm ly cổ, hai nữa là công suất rất nhỏ. Nhưng mà hoàn toàn có thể kéo những đôi loa toàn giải vô tư. Tôi đang ghép vào một đôi bass 30. Công suất con này nó chỉ 32W thôi. Nếu nhiều người chưa chơi con này, chưa được nghe trực tiếp hoặc đấu loa nghe thì sẽ bảo nó đánh làm sao được, nó nghe làm sao được. Nhưng tôi xin nhắc lại, nếu mà nó không nghe được, không đánh được thì nhà sản xuất người ta sản xuất ra làm gì, đúng không? 32W 100V. Đây là đôi loa 8 ohm, anten không cần cho vào vẫn bắt được, hàng bán nguyên zin. Này tôi bán giá 3,5 triệu đồng. Con đập đi còn khá đẹp luôn, của Otto, bề ngang 44,5 cm, bề cao 14, bề sâu cả đúng là 35 cm. Xin nhắc lại, 3,5 triệu đồng, rất đáng để sưu tầm con đập đi cổ chơi loa toàn giải, loa Pioneer hoặc những đôi loa Nhật Mỹ. Đây, cụ thể tôi đang đánh vào loa bass 30 của Pioneer. Tôi sẽ mở radio này. À đây, volume trên này. Radio mà bây giờ là 18 giờ. Ai đang ở đâu ở đâu? Mau về nghe rồi nhé. So, E News, your entertainment and events news. Vâng, tôi sẽ chuyển sang chế độ nhạc đi. Đang cắm đường AUX mà. Bấm vào tape. Tiếng rất hay luôn. Hay hát cho tao lớn đầy đủ. Vừa nằm xuống chiều qua. Dù là xanh phanh nơi mòn. Nó nhẹ rồi, nhớ cái cổ nó cũng nặng quá nặng. Đời linh quen yêu gian khổ. Qua trái và phải non nước mình ao lớn ạ. Lời hát xin cây rung động thật lâu. Đừng khóc như chim trên vùng. Nhằm tìm kiếm mới quen nhau mà quên. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Tôi gặp nó nét đắng chiều đêm nhập ngủ. Vâng, xin nhắc lại 3,5 triệu đồng. Ship toàn quốc qua Viettel. Phí vận chuyển người mua chịu, xin chào.